sẽ các bạn trong video này á, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu cục sạc nhanh là gì và cấu tạo bên trong có một cục sạc nhanh nha các bạn. Hiện nay á, trên thị trường á, có rất nhiều chủng loại cục sạc nhanh nha các bạn. Cục sạc nhanh nó đáp ứng cái nhu cầu để cho chúng ta cần cái năng lượng gấp các bạn. Ví dụ các bạn hết pin mà các bạn muốn sạc thật nhanh á, để chúng ta tái sử dụng lại cái chiếc điện thoại hay máy tính bảng của mình á. Đặt ra vấn đề đó thì cái cục nó sẽ phát sinh ra, người ta sẽ, nhà sản xuất sẽ chế tạo ra một cái cục sạc nhanh nha các bạn, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy thì sạc nhanh là gì? Sạc nhanh á, ý là cái gì? Người ta sẽ chế tạo ra bằng cách tăng một, thứ nhất là có hai vấn đề nha các bạn. Một đó là cường độ dòng điện, hay là điện áp, mức điện áp của cục sạc nha các bạn. Thường thì người ta sẽ tăng tùy theo hãng chế tạo, người ta sẽ tăng, có một nhiều hãng người ta sẽ tăng điện áp lên. Rồi một số hãng như Apple thì sẽ tăng cường độ dòng điện lên. Tăng cường độ dòng điện á, hoặc là tăng điện áp, cái mục đích đó là để cho dòng điện các bạn. Dòng điện nó sẽ vào nó sạc vào cục điện thoại nhanh hơn. Sạc vào điện thoại từ đó sạc pin đó các bạn. Cái thời gian mà sạc pin rút ngắn, cái thời gian sạc pin càng nhiều ấy các bạn. Bình thường á, như bây giờ để mà so sánh trên thị trường đó, người ta sẽ quy định là khoảng tầm 30 phút các bạn. Ví dụ hạt sạc Apple hoặc là sạc Samsung gì á, người ta sẽ quy định khoảng 30 phút là được bao nhiêu phần trăm pin. Ví dụ như 60% pin hoặc 75% pin đó các bạn, trong vòng 30 phút. Đối với một cục sạc bình thường á, các bạn quan sát cho mình nè. Đây là ngõ ra nè các bạn. Phía trên mình không quan tâm ha. Như cái này là auto volt nè, 100-240V, tần số 50-60Hz. Còn cái ngõ ra, cái mức điện áp ngõ ra là 5V 1A. Cái này sạc thường nha các bạn. Ở đây mình chỉ nói là cái mức điện áp đó các bạn. Đây nè, cái điện áp ngõ, cái điện áp cục sạc ha. Để các bạn quan tâm cho mình cái điện áp nè, điện áp mở ra, điện áp mở ra với dòng sạc nha các bạn, dòng sạc. Thì ở đây nhà sản xuất người ta sẽ có hai biện pháp, một là tăng U nha các bạn, U á điện áp phải tăng lên nha các bạn, U tăng nha, dòng tăng lên, hoặc là cái thứ hai Y tăng lên nha các bạn. Trường hợp U tăng lên á, U tăng lên thì nó sẽ có các mức như 9V hoặc là từ 5V đó các bạn. Ở đây là 5V nè, 5V nó sẽ tăng, U tăng lên, U tăng á thì nó tăng lên khoảng 9V hoặc 12V. Còn Y tăng lên á, ở đây là dòng 1A sạc bình thường nha các bạn, 1A là bình thường. Còn bây giờ người ta sẽ tăng lên dòng là khoảng 3A, 4A. Để cho cái dòng sạc các bạn, dòng sạc để nạp vào pin á, nó sẽ được nhanh chóng ha, pin sẽ mau đầy hơn. Rồi những cái điện thoại mà hỗ trợ sạc nhanh đó các bạn, đây nè, các điện thoại nào mà hỗ trợ sạc nhanh nó sẽ có biểu tượng gì nha bạn, xâm xét á, các bạn quan sát cho mình nha. Có chiều chữ xâm xét đây nè các bạn, fast charge là sạc nhanh nha các bạn. Khi nó sạc nó sẽ báo sạc nhanh ở đây nha các bạn. Fast charging nha các bạn. Mặt khác á, một số như cục sạc Samsung các bạn, nó cũng khắc cái biểu tượng hình sấm sét đây nha các bạn. Nếu mà cục sạc nhanh nó cũng khắc cái biểu tượng hình sấm sét cái này nè các bạn. Đây hình sấm sét là nó sẽ ký hiệu vậy để cho mình biết là cái cục sạc này là có chức năng sạc nhanh nha các bạn. Còn các bạn phân biệt á, các phải ở ngoài, các bạn mua ở ngoài thị trường nha, mua thử ở ngoài thị trường có rất nhiều cục sạc nha các bạn. Rồi làm sao mà các bạn biết được cái cục sạc đó là cục sạc nhanh hay cục sạc thường? Này đơn giản, rất dễ nha, các bạn. Ví dụ như các bạn mua cục sạc mà các bạn không biết là nó là cục sạc nhanh hay thường, để
mình hướng dẫn các bạn ấy nha. Các bạn nhận biết cho mình nè, cái sạc bình thường đó các bạn, cho cái sạc bình thường á nó sẽ ghi một cấp điện áp nha các bạn. Output đó đâm nó ra nè, chỉ có một cấp điện áp thôi, chẳng hạn như 5V thôi, đúng không? Còn cái cục sạc nhanh á, bình thường thông thường á, nó sẽ có 3 cấp điện áp nha các bạn. Output ngõ ra các bạn, bình thường là nó không phải sạc nhanh, nó là ghi 5V thôi. Còn mà nó cái biểu tượng cục sạc nhanh đó các bạn, nó sẽ có cái mức điện áp là 5V nè, đi kèm thấy dòng khoảng 2A nha các bạn, 5V, 9V và 12V. Nó đi mức dòng khoảng 2A nha các bạn. Cái này là khoảng 1,6A nha các bạn. Tùy theo cái cấp điện áp đầu ra của nhà sản xuất nha các bạn, mà người ta sẽ chế tạo. Ở đây á, đó là cách phân biệt cho rõ nhất nha các bạn. Đây là 5V nè các bạn, 5V là chỉ có sạc thường nha các bạn. Còn các bạn kiểm tra, cái này là nó những cái nhà mà sản xuất cái này á, là người ta sẽ xác nhận là người ta sẽ sạc nhanh bằng cách tăng điện áp nha các bạn. Cái này tăng điện áp ha, tăng mức điện áp lên là cái 5V nè, 9V nè, 12V nè, nó sẽ tăng. Chờ là trong cái output này các bạn, nó ra output này nó sẽ ghi cấp điện áp như vậy nha các bạn. Đây nè, còn trường hợp mà tăng dòng các bạn, tăng dòng á, y tăng các bạn, nó cũng sẽ ghi 5V, nhưng mà cái dòng á, dòng nó lúc này á, dòng nó là 63A hoặc là 4A nha các bạn. Đây nè, dòng lúc này á, các bạn nhìn trong cái tem cục sạc các bạn, cái sạc cục sạc nè, nó sẽ ghi y ví dụ là 5V 3A, 5V 4A là cũng là chức năng sạc nhanh luôn nha các bạn. Cái này là nhà sản xuất người ta chế tạo là nó sẽ tăng dòng. Có hai trường hợp nha các bạn, mà là tóm lại có hai trường hợp, là một là tăng áp u tăng nè, một là người ta dùng u tăng, hai là người ta dùng y tăng nha các bạn. Y tăng á là điện áp 5V vẫn nguyên nguyên, nhưng mà người ta sẽ gia tăng gì cái dòng nó tăng. Ở đây thay vì 1A người ta sẽ tăng lên 3A hoặc là 4A, là cho cái thời gian mà sạc pin các bạn rút ngắn lại ha. Người ta so sánh nó từng cái hãng cái cấp độ sạc các bạn. Thường là trong người ta sẽ sạc 30 phút. Người ta làm thử nghiệm là khoảng 30 phút, là như cái sạc Samsung á, sạc nhanh Samsung á, sạc được bao nhiêu phần trăm, hoặc là sạc nhanh của Oppo á, sạc bao nhiêu phần trăm nha các bạn. Đây là cái cách nhận biết ha, cái cách nhận biết để phân biệt á, cái cục sạc nào sạc thường, cục sạc nào là để dùng để sạc nhanh nha các bạn. Ở đây á là cái nguyên tắc là cái cục sạc nhanh nha các bạn. Khi bạn có cái cục sạc nhanh này, các bạn phải đi kèm với cái máy điện thoại các bạn, hỗ trợ chức năng sạc nhanh nha các bạn. Như cái này nè, ví dụ bạn mua một cái cục sạc sạc nhanh như vậy, đồng thời á, các bạn phải có cái máy điện thoại hỗ trợ sạc nhanh thì nó mới có tác dụng nha các bạn. Tại vì bên trong đây có vi mạch tích hợp các bạn, con chip và con chipset nha. Rồi bên trong điện thoại nó cũng có một con vi xử lý nha các bạn. Nó sẽ khi mà cùng loại các bạn, cùng tiêu chuẩn của nó là nó sẽ hỗ trợ nha các bạn. Chứ còn nếu mà các bạn dùng cục sạc nhanh này mà các bạn sạc cho máy thường, cái máy thường mà không có chức năng sạc nhanh nha các bạn. Đây nè, không có chức năng sạc nhanh thì chắc chắn là cái máy đó, cái cục sạc nó cũng là sạc bình thường nha các bạn. Không như cục sạc nhanh ha, là unsupport các bạn, là không được hỗ trợ ha. Còn mình nói sơ qua một số cái cục sạc nhanh đó thì có một số loại như Qualcomm các bạn, Qualcomm FastCharge. Nó có mấy tiêu chuẩn như Fast là sạc nhanh 2.0, 3.0 các bạn, hoặc là 4.0 á. Còn cái Oppo là cái sạc nhanh của Oppo á, là nó như là VOOC các bạn. VOOC là tiêu chuẩn của nó ha các bạn. Mỗi cái hãng, cái dòng máy á, nó phát triển riêng các bạn. Còn một số hãng chế tạo sạc nhanh đó,
như Huawei nè, Xiaomi, nói chung là nhiều cái trên thị trường mà. Nhưng mà cái tiêu chuẩn mà mình thấy phổ biến nhất là cái Apple nha các bạn. Apple là Samsung cũng có cái sạc nhanh của nó luôn riêng nha các bạn. Còn cáp dùng cho sạc nhanh đó các bạn. Ở đây á mình sẽ có 3 loại cáp nha các bạn. 3 loại cáp nha. Đây nè. Cái cáp sạc nhanh nè. Cái thứ nhất các bạn là cáp micro USB nha các bạn. Cáp sạc các bạn, cái này củ sạc nha. Cái này là củ sạc. Đây là cáp micro USB. Cái đầu cắm 5 chân nha các bạn. Micro USB là dùng cho mấy cái máy smartphone hiện tại bây giờ các bạn. Cái cáp thứ hai á, bình thường là cái này ngổ ra 5V không nha các bạn. Tiêu chuẩn 5V nha. Còn như cái máy, đây là cái cổng USB Type-C nha các bạn. USB Type-C thường là trong máy Samsung các bạn, Galaxy á. Đối cục sạc của Samsung các bạn, sạc nhanh của Samsung á, nó hỗ trợ cho sạc nhanh á. Thì cái mức điện áp bình thường các bạn, nó mà cái điện thoại á, điện thoại Galaxy á, mà nó hỗ trợ cái chỉ có sạc cái cáp, nó dùng cáp micro USB nè các bạn, là chỉ có khoảng 5V nữa các bạn. 5V nhưng mà dòng nó tăng nha các bạn. 5V 2A nha. Đây nè. Cái mức của nó là 5V 2A. Đối với cái cáp sạc cái sạc mà nó hỗ trợ là cái cổng micro USB nha các bạn. Cũng trong dòng máy Samsung á, nó sẽ có một cái có một số model nó xài cái USB Type-C. Cái này giờ thông dụng các bạn. Mấy máy Nokia hiện tại giờ nó cũng hay xài cái cổng này. Cổng này có nhiều ưu điểm hơn so với micro USB nha các bạn. Ở đây mình sẽ không nói về ưu khuyết điểm của từng cáp, mà mình nói về mà mình nói về cái mức điện áp nha các bạn. Điện áp ra khi mà sạc nhanh đó, đối với cái cục sạc nhanh của Samsung á. Ví dụ là khi các bạn cắm cái củ sạc nhanh này, củ sạc mà cắm vô cái máy hỗ trợ sạc nhanh á, thì nếu mà loại cáp mà USB Type-C á, nó sẽ là cái đầu ra các bạn. Output á, nó sẽ là 9V. 9V mà dòng 1.6A. Tức là cái áp nó đã tăng nha các bạn. Nó tăng hơn. Chứ còn nếu mà các bạn dùng cái cáp micro USB á, nó chỉ có 5V thôi. Nhưng mà cái khi mà các bạn dùng cái cáp cáp USB Type-C nè các bạn. Lưu ý cho mình nha, cáp USB Type-C này nó sẽ cái mức điện áp nó tăng lên 9V nha các bạn. 9V mà dòng 1.6A nha các bạn. Còn tùy cái nữa, có là nhiều khi có nhiều cục sạc chế tạo sao có 12V luôn nha các bạn, 12V DC. Rồi các bạn có một câu hỏi đặt ra là ủa vậy là liệu cái máy iPhone đó các bạn, iPhone nó có hỗ trợ sạc nhanh không? Thì iPhone có tiêu chuẩn sạc nhanh riêng nha các bạn, nhưng mà nó cũng support cho mấy cái cục sạc nhanh của bên thứ ba ngoài cục sạc nhanh nó chế tạo đó các bạn. Nó còn hỗ trợ cho cái cục sạc nhanh thứ ba bên thứ ba nha các bạn, là cái những cục sạc mà không phải là do Apple nó chế tạo. Nó sẽ như các bạn có thể mua cái cục sạc nhanh của Xiaomi hoặc là của Huawei hoặc là của Apple hay gì đó các bạn, Samsung á, hoặc các bạn có thể sạc được nha. Nó cũng hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. Đây là cái cổng cáp Lightning nha các bạn, Lightning của nó nha. Cái cáp này cáp Lightning chuyên dùng cho iPhone, iPad nha các bạn. Cái mà cái cáp hỗ trợ sạc nhanh đó là các bạn không thể cắm trực tiếp vô nha. Cắm trực tiếp không thể cắm vô. Ví dụ các bạn mua một cục sạc Samsung đi. Các bạn có một cục sạc Samsung mà các bạn cắm vô cái sử dụng máy iPhone có hỗ trợ sạc nhanh là nó không máy nha các bạn. Từ có mỗi cái tiêu chuẩn riêng á, các bạn phải có cái đốc chuyển nha các bạn. Có cái cáp chuyển á, cáp chuyển từ cái này nè các bạn. Cái cáp chuyển là từ USB Type-C. Như cái cổng USB này đây. Bên ngoài nó sẽ bán cái cáp chuyển các bạn. Cáp chuyển từ USB Type-C á qua cái cổng Lightning này các bạn. Là iPhone á, cái máy điện thoại iPhone nó sẽ có thể sạc nhanh được nha. Qua cái những cục sạc mà thôi, nó không phải nó cái hãng Apple nó chế tạo nha các bạn. Là bên thứ ba nó chế tạo ha.
đây mình sau đây mình sẽ khám phá, bắt đầu khám phá ra bên trong cái cục sạc nhanh nó sẽ có linh kiện gì nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cho mình nha. Mình sẽ nói về cục sạc thì dễ đến khó nha các bạn. Dễ nhất á, sạc bình thường nha các bạn. Đây là sạc thường nè. Sạc bình thường á là nó thiết kế cái sạc 5V bình thường á. Để nó thiết kế nè các bạn. Bên trong á chỉ có hai chân to nha các bạn. Mình không quan tâm cái khác nha. Chân to, một chân to 1C 1815 và một con chân to sổng xuất các bạn. Cái con con 13001 hoặc là 13003. Cái dòng này 13003 nha các bạn, là dòng lớn nha. Ở đây là cục sạc bình thường nha, lúc đầu nha các bạn. Nó dùng một con chân to để vừa kích vừa một con dao động, một con kích xung luôn các bạn. Sau đó người ta cải tiến lên, nó sẽ bỏ lượt bỏ không hết hai con IC, hai con chân to này, nó sẽ chuyển qua dùng IC nguồn xung nha các bạn. Đây. Đây là một cục sạc. Nó sử dụng IC nguồn xung các bạn. Đây là cầu chì nha các bạn. Cầu chì ha. Đây là cầu chì đầu vào nè các bạn. Đây là một số tụ lọc nguồn các bạn. Đây tụ nguồn. Đây là biến áp xung các bạn. Cái linh kiện cũng như giống như cục sạc bình thường các bạn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là có con IC nguồn xung nè các bạn. IC nguồn xung nó tích hợp hai con của nó vừa tạo xung vừa kích xung nha các bạn. Đây nè. IC nguồn xung 8 chân nha. Rồi nó sẽ thay thế cho hai con chân to này các bạn. Chân to xung 85 một con 13001 ngoài hôm qua. Nó thay thế nha các bạn. Cái này đầy đầu nha các bạn. Mình tạo ngoài đầy đầu, cái này đầy thứ hai nha các bạn. Vậy nó chỉ còn mình chỉ quan tâm là cái con IC nguồn xung 8 chân này thôi. Thôi còn bên trong cái cục sạc mà đây nè. Đây. Đây chính là cái cục sạc nhanh nha các bạn. Bên trong cục sạc nhanh các bạn. Rồi mình nói sơ qua linh kiện các bạn. Đây. Đây là cái con đĩa ốc chỉnh lưu nha các bạn. Này cầu chì nè các bạn. Cầu chì á. Rồi mấy con tụ lọc nguồn các bạn. Đồng thời á, cái cục trong cục sạc nhanh các bạn. Cái biến áp xung á nó sẽ cực nó lớn hơn các bạn. Nó chịu dòng cái điện áp lớn hơn nha các bạn. Đây nè, biến áp xung nó lớn hơn so với tất cả các cục sục sạc bình thường nha các bạn. Đây là cái cục sạc 1A nha các bạn. Cái cục sạc này bình thường 1A. Cái biến áp xung nó lớn lên hơn hẳn nha các bạn. Nó sẽ cái dòng tải á, cái dòng của dòng đầu ra nó sẽ cao hơn ha. Cao hơn hẳn so với cái biến áp xung bình thường nha các bạn. Đây là cũng 6 chân nha các bạn, biến áp xung. Này nó chất lượng hơn cái còn cái chân các bạn, chân đồng bên trong á, nó cũng dày hơn nha các bạn. Nó tải được trời chịu, nó chịu được dòng lớn hơn. Đây nè. Các bạn quan sát không? Cái chân đồng á. Nó sẽ còn bên trong cái chân đồng bên đây nè. Rồi nhất là mấy cái biến áp xung nhỏ nhỏ này các bạn. Nó nhuyễn, cái sợi dây đồng nó nhuyễn lắm. Nó nhỏ xíu à. Nó không được lớn như cái biến áp xung của cái cục sạc nhanh này nha các bạn. Nó đúc chắc chắn rồi, bên trong còn đổ keo nha các bạn. Đổ keo đen á cho nó giữ cố định nó chắc chắn luôn các bạn. Còn linh kiện á, đa phần á một số nhá, nó toàn hầu như giờ nó sử dụng toàn linh kiện dán nha các bạn. Dán HMD từ mấy con IC chính lưu nè, tù chở vậy nè, cuộn dây nè, dây màu trắng nè. Còn cái con này nè các bạn. Cái con này là cái con T. Cái hiệu là cái con này con 8 chân là con MOSFET nha các bạn. MOSFET T60 16SL. Đây cái con MOSFET luôn các bạn. Nó không còn xài con diode đầu ra nha các bạn. MOSFET luôn. Nó sử dụng MOSFET. Rồi còn cái mặt khác á
các bạn thấy không, quan sát cái này khá chắc chắn nha bạn. Nếu mà cầm á, nó sẽ to hơn cục sạc bình thường á, và nó sẽ nặng hơn. Linh kiện thì quá chuẩn nha bạn. Nó dùng tất cả các linh kiện dán ha. Rồi còn cái trái tim của nó, cái trung tâm chính của nó chính là cái con IC này các bạn. IC này chính là con điều khiển các bạn, điều khiển nó sẽ điều khiển nó ra, điều khiển áp, điều khiển dòng các bạn. Vô dòng tăng lên hoặc áp tăng lên các bạn. Rồi nó có chức năng tự xung dao động nha các bạn, xung dao động á. Giống như cái con mấy con IC nguồn xung này nhỏ này các bạn. Đây là IC nguồn xung 8 chân. Nhưng mà chức năng của nó cái này á, nó sẽ giúp cho một là tăng dòng lên hoặc tăng áp lên. Mặt chỉ có như vậy thôi nha các bạn. Nó chỉ có một linh kiện thì giờ tương đương nhau, cũng giống như nhau, giống như một cái cục sạc bình thường thôi. Nhưng mà nó sẽ update lên hai cái vấn đề chính, đó là cái con IC chính nè các bạn. Đây nè, IC này sẽ quản lý cái dòng sạc điện áp lên nha các bạn. Khi mà sạc nhanh đó, nó sẽ dòng sẽ tăng hoặc áp điện áp sẽ tăng, nó điều khiển nha các bạn. Rồi cái thứ hai là biến áp xung sẽ lớn hơn nha các bạn. Biến áp xung sẽ lớn hơn và cái di động các bạn, bên di động bên trong sẽ to hơn so với biến áp xung bình thường. Với mục đích đó là nó sẽ cái dòng tải nha bạn, cái dòng nó sẽ tăng lên. Thay vì cái này ví dụ là cái dòng này 1 ampe đi, cái này sẽ tăng lên 3-4 ampe nha các bạn. Dòng này chịu được qua biến áp xung 3-4 ampe. Nếu các bạn muốn khám phá bên trong, các bạn nhìn cái biến áp xung nha các bạn. Biến áp xung là càng lớn á thì dòng nó càng lớn nha các bạn, dòng lớn áp lớn nữa. Rồi IC của nó đi kèm là phải lớn hơn so với cái IC bình thường nha các bạn. Đó, IC nguồn xung nhỏ xíu, so nó khoảng bằng 1/4 của cái con IC trong cục sạc nhanh nha các bạn. Các bạn muốn sạc nhanh đó thì sẽ có hai trường hợp nha bạn, là hai cái điều kiện cần vừa đủ á. Thứ nhất á là các bạn phải có cục sạc nhanh ha, phải có cái cục sạc nhanh, nó cái chức năng của sạc nhanh. Như hôm nãy mình nói á là nó có biểu tượng sấm sét này nha bạn, là các bạn nó không, nếu mà nó không ghi á thì các bạn quan sát cho quan tâm cho mình á. Ví dụ cái đó output nó ra các bạn, là nó có cái cấp điện áp nha các bạn, là có cấp điện áp khoảng nha, nó có ghi 5V, 9V, 12V. Là cái cục sạc nhanh này á, nó có chức năng là cái gì vậy? Nó sẽ có nhân điều chỉnh cái điện áp nó tăng lên các bạn, để cho sạc cho nhanh nha các bạn. Điều chỉnh điện áp tăng. Còn có một số cục sạc nhanh đó, nó sẽ có điện áp không điều chỉnh các bạn. Cũng ra đầu áp ra 5V luôn, nhưng mà cái dòng của nó, dòng nó sẽ tăng. Cái này nó sẽ điều chỉnh dòng nha các bạn, cái nào nó điều chỉnh áp ha. Điều chỉnh dòng là khoảng 3 ampe, nó tăng lên 3 ampe, 4 ampe. Là nó rút ngắn cái quá trình sạc các bạn. Là yêu cầu thứ nhất á, là các bạn phải có cục sạc nhanh nha các bạn. Thì cách nhận biết cái cục sạc nhanh là mình đã nói rồi nha. Yêu cầu thứ nhất là cục sạc nhanh. Rồi cái vấn đề thứ hai á, là cái máy của bạn á, phải hỗ trợ cái sạc nhanh nha các bạn. Đây nè, cái máy của bạn cũng hỗ trợ sạc nhanh nè, có biểu tượng sấm sét luôn nha các bạn. Đây nè, là ok ha. Nó phải kết hợp hai cái thì nó mới có chức năng sạc nhanh nha các bạn. Còn trường hợp mà các bạn chỉ có cục sạc nhanh này thôi mà máy không hỗ trợ, không support cho sạc nhanh á, thì chắc chắn là cục sạc này vẫn xài được, nhưng mà sạc như chức năng sạc thông thường chứ không phải sạc nhanh.